let me keep my music. Listen to your dreaming, with kerosene to touch you, all the craves in my heart. But let me keep on music, everything you like it. And everywhere you bring me, I will leave you my body. But let me keep on music. Every night time we're intimate, it rhymes.
ngày đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không mờ. Ngày anh đến
cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có cùng nhịp đập.
Vâng, và ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Kỷ Hợi, được sự thống nhất của hai gia đình, chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để tiến hành buổi lễ du quy cho người con gái thân yêu nhất của mình. Đó chính là cô dâu Trương Mỹ Duyên sẽ tiếp cùng chú rể sang trai liễn. Và trong giây phút này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về cổng hoa và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chào đón hai người đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Từ nay trước mọi nẻo đường, ta đã cùng nhau tay nắm tay, nhịp bước chân cung đàn mộng ảo, ta về xây đắp một tương lai. Chàng ơi cho tiếp theo cuộc, đổi gió tiếp chiều, lạnh lùng tiếp cùng. Kính thưa toàn thể quý vị, ông bà ta có công, có người, có tổ, có công, như cây có cội, như sân có vườn, cây có cội mới nở thành xanh lá, nước có nguồn mới bể đặng sông sâu. Người mà Mỹ Quyền muốn nói đến đây, đó chính là những người đấng sinh thành, đã sinh ra cô dâu và chú rể, ba năm bồng bẩm, dành ước như khô mà chỉ mong sao cho con mình được hôn lễ nên người, thành gia lập thất. Và sau đây quý vị, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về cổng hoa và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đại diện chủ hôn và nhà gái của chúng tôi ngày hôm nay, cũng là song thân của cô dâu ông Trương Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Thủy. Tần tảo sớm hơn, mẹ nuôi con khóc lên, mang cả tấm thác gầy, cha che chở đời con. Và không kém phần sang trọng và lịch lãm đến từ đại diện chủ hôn và nhà trai, Mỹ Quyền sẽ được mời ba mẹ nuôi của chú rể là chú Mười và cô Bé Sương sẽ cùng với lời thay lệ để đón bắt toàn thể quý vị quan khách một chào bắt tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chào đón đại diện chủ hôn và nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chủ hôn và nhà gái cùng đời tân lân và tân sinh nhân. Và trong giây phút này thì đại diện chủ hôn và nhà trai của chúng tôi cũng có đôi lời phát biểu đến toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời chú Mười ạ, là ba nuôi của chú rể. Quý vị quan khách, chúng tôi xin thay lời cho gia đình họ nhà trai thân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, khách quý cùng quý thân tộc nậu ngoài bên nữ chú hôn là chào nồng nhiệt nhất. Và kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị, cái buổi lễ du quy tại gia đình bên nữ chú hôn được sự thống nhất chung của hai thân tộc của hai gia đình và được chấp nhận cho hai cháu nên duyên chồng vợ, vì thương con mến cháu tạo một điều kiện dễ dàng giúp đỡ hạnh phúc cho hai cháu. Vì hôm nay lễ đó, hôm nay bên nam chú hôn chúng tôi, và vì đường xá xa xôi cách biệt phương trời, vì lẽ đó hôm nay gia đình thân chủ của gia đình chủ hôn nam chủ hôn đã không đến được, vì lẽ đó hôm nay tôi là cha nuôi mẹ nuôi của cháu hôm nay để đại diện cho thân tộc mong rằng toàn thể quý tộc hòa bên nữ chú hôn cùng toàn thể quý quan khách thông cảm cho là ngày hôm nay được cái ngày lễ, được sự ông bà và tất cả cô bác và anh chị u ấy cho gia đình bên nam chú hôn và nữ chú hôn chúng tôi, và để khích lệ cho đôi tân hôn ngày hôm nay kết để được kết hôn và được nên nên duyên chồng vợ, là cũng nhờ tất cả quý cô bạn cho toàn thể quý hai thân tộc cũng như gia đình nam chú hôn nữ chú hôn, và xin thẳng chân thành cảm ơn và tất cả quý cô bác và tất cả anh chị em, và để đến đây chung vui và chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của đại diện chủ hôn và nhà trai ngày hôm nay. Và Mỹ Quyền cũng xin được thay mặt cho chủ hôn và nhà gái xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị đã như chút thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng gia đình chúng tôi.
và chú rể, chúng ta sẽ cùng tiến về tháp Ly Pha Lê để cùng bắt đầu nghi thức khui và rót rượu trăm bên trong nhà cưới. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Tôi được khui xa rồi quý vị ơi. Vâng, và chúng ta đang được chứng kiến cô dâu và chú rể đang chạm tay nhau, rót ra những ly rượu trăm bên ngọt ngào như thi vị của tình yêu. Và Mỹ Quyền cũng xin chúc cho tình yêu của hai anh chị sẽ luôn đông đầy và chạy mãi nghĩa tháp Ly Pha Lê ngày hôm nay. Anh chồng tay em rót trăm bên, tình ta đã thắm lại thêm nồng. Đồng lòng ta càng biển đông, rượu nồng uống càng mặn nồng. Từ đây có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Thưa quý vị, cô dâu Mỹ Duyên của chúng ta là người con gái công dung, ngôn hạnh, đoan trang, hiền ngoan, mà chú rể sang cho liền của chúng ta đã phải cất công đi tìm để xây hạnh phúc cho đời chúc cho anh gặp nàng. Trên thế gian cái gì còn một nữa, anh xin làm một nửa của riêng em. Vâng, và ngày hôm nay thì chú rể sang cho liền của chúng ta đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình đến từ nơi cô dâu xinh đẹp Mỹ Duyên. Biết trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em nhìn những anh có dù áo tím áo xanh. Bây giờ em đã có anh là chồng, là bậc làm cha mẹ hy sinh con cha và nuôi lớn con lên người, thì ai cũng mong muốn cho con mình được thành gia đạo thất, có được một gia đình hạnh phúc thật là mỹ mãn. Và ngày hôm nay niềm mong mỏi của những bạn làm cha làm mẹ đã trở thành sự thật khi mà được chứng kiến những người con thân yêu nhất của mình đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Thương con hơn cả đời mình, dần con có được mối tình đậm sâu. Cho dù có đi nơi đâu, em chẳng như mẹ đã giàu sớm khuya. Vâng, và trong giây phút này, trong ngày vui trọng đại của đời mình, để tri ân đến tấm lòng của những bạn làm cha làm mẹ, thì Mỹ Quyền xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ dâng cha mẹ của mình những ly rượu tình, những ly rượu hứa. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, đến gần cuộc đời không ai khổ bằng cha. Xin cha mẹ nhận ở hai con lời rửa tri ân và những nơi chú rể sang cho lĩnh làm gãy quý, dạy cho con y đức làm người, xứng đáng trở thành người trụ cột trong gia đình. Và xin mời. Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời chính thắng cứu ban. Xin cha mẹ nhận ở hai con lời rửa tri ân và những nơi cô dâu trước Mỹ đi làm giao thảo, dạy cho con đội vợ đề ra, xứng đáng tán tiểu nhà của người con gái Việt Nam, công dung ngôn hạnh, tam tộc tứ đức. Chúng ta cùng tiến đến cùng ly với nhau, cũng như là uống cạn hai ly rượu vừa hai con mình giao cho mẹ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chào và chào tất cả quý vị ơi. Một, hai, ba. Trăm năm gắn kết vợ chồng, nghìn năm gắn kết mỗi tình tham gia. Mỹ Quyền xin được chúc cho hai gia đình kể từ nay đời đời bền chặt mỗi tham gia, có được gia hiền và sĩ thảo. Chúc cho tình tham gia của chúng ta ngày càng bền vững hơn. Tôi xin được mời các chú cùng bắt tay nhau ạ. Bắt chào bắt tay thật lớn quý vị ơi, dành cho gia đình của chúng tôi ngày hôm nay là quý vị. Vâng, xin cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về chính giữa sân khấu ạ.
nghĩa vợ chồng phải hôn một cái để thỏa lòng ước mong. Và sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ dành cho nhau một nụ hôn thật là ngọt ngào trong ngày cưới ngày hôm nay. Quý vị ơi, hãy cùng chào vợ chồng bắt tay thật lớn, thật to kia, thật dài, quý vị. Chúc mừng hạnh phúc. Và quý vị xin được các bạn toàn thắng, quý vị xin được chúc cho cô dâu chú rể chúng ta trăm năm tình viên mãn và đầu nghĩa phu thê. Xin thay mặt cho đời đăng đăng và tân sinh nhân ngày hôm nay, xin chúc cho toàn thể quý vị có một buổi tiệc thật là ngon miệng, có một chương trình văn nghệ thật là vui tươi. Và kính thưa toàn thể quý vị, và trong buổi tiệc sáng ngày hôm nay thì ngoài buổi tiệc chiêu đãi xa thì gia đình cũng dành cho toàn thể quý vị một món ăn tinh thần, đó chính là chương trình văn nghệ của toàn thể các anh em trong ban nhạc Minh Luận. Vậy thì với cách nào chúng ta có nhã ý muốn giao lưu những ca khúc của mình thì Mỹ Quyền xin được trân trọng kính mời. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nhau vào trong bắt tay thật lớn, thật đồng nghiệp để chương trình văn nghệ sẽ được. Nhạc sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Quán vui là rượu thơm nồng, nào ta uống say một ly nữa, chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trời. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mộng môi, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé. Tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên. Yêu nhân ga đỏ nhắc nhau niềm thương nhớ lên trên mộ Oh.
sấm rền nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đầm mãi bên nhau cháu con đầy. Rộn tiếng cười vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Bye.
đúng ra là về, để coi cái hơi mình tiền sản như thế nào. Vì sao chiếu sáng